Tại sao những người ở tỉnh Thất Bồng Lai lại gọi Lê Tùng Vân là thầy ông nội? Đoạn clip ngắn phát tán trên mạng xã hội ngày 4 tháng 12 năm 2021 hé lộ sự thật về hỗn danh này. Trong clip, một thanh niên giải thích rằng ông nội chỉ là cách gọi vui vẻ thay cho ông trùm, một danh xưng không phù hợp trong môi trường mà người này gọi là chùa chiền, mặc dù về mặt thực tế không ai công nhận. Liệu có ý nghĩa nào sâu xa hơn đằng sau cách gọi này không? Hay bản thân hỗn danh này đã bao hàm đầy đủ những ô tạp ở tỉnh Thất Bồng Lai mà tội danh loạn luân của ông Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố là một minh chứng? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nguồn gốc hỗn danh thầy ông nội của Lê Tùng Vân. Nói về nguồn gốc của hỗn danh thầy ông nội, cần truy nguyên nội dung một clip được ghi hình và phát tán từ tỉnh Thất Bồng Lai. Điều đáng chú ý, nhân vật trong câu chuyện ngoài liên quan đến một người ở tỉnh Thất Bồng Lai còn có sự xuất hiện của cô gái trẻ tên Võ Thị Diễm My, nhân vật chính trong câu chuyện mất tích bí ẩn thời gian qua. Clip có độ dài 13 giây, xuất hiện trên mạng xã hội ngày 4 tháng 12 năm 2021 với nội dung giải thích về hỗn danh thầy ông nội. Clip này có sự xuất hiện của Diễm My và cả ông Lê Tùng Vân. Video clip này được cộng đồng mạng chia sẻ và lan truyền nhanh chóng. Trong đoạn clip này, một thanh niên đã ghi lại cảnh Võ Thị Diễm My đang ngồi nghe giảng về cách thư gọi ông Lê Tùng Vân của những người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, thanh niên này nói với Diễm My rằng kêu bằng ông nội, tức là mình gọi cái tiếng ông nội là vui vui, chứ thường mình gọi là ông trùm, mà chẳng lẽ trong chùa mà gọi là ông trùm, cho nên mình cứ gọi là ông nội cho thân mật, cho nên ai cũng gọi sư phụ là thầy ông nội hết. Như chia sẻ trong video clip nói trên, thì những người ở tỉnh Thất Bồng Lai coi ông Lê Tùng Vân chính là ông trùm ở đây. Tuy nhiên, theo cách giải thích, thì ông Vân đang ở trong chùa, mặc dù nơi này chưa từng được chính quyền tỉnh Long An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là chùa, nên không thể gọi ông Vân là ông trùm. Danh xưng thầy ông nội sinh ra để gọi ông Lê Tùng Vân được chính những người trong tỉnh Thất Bồng Lai giải thích. Thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai là ai? Ông Lê Tùng Vân được biết đến là người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn có tên gọi mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, sinh năm 1932, quê An Giang, hiện ngụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông được các đệ tử gọi là thầy ông nội và bản thân ông cũng hay tự xưng mình là thầy ông nội, hay hòa thượng, đại đức Thích Tâm Đức. Bản thân ông Lê Tùng Vân tự nhận mình là một người tu hành, không vợ con. Tuy nhiên trước đây ông chưa từng tu hành ở bất kỳ ngôi chùa nào. Sau năm 1975, ông Vân từng từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở quận 6 và bắt đầu các hoạt động kêu gọi từ thiện cho những đứa trẻ, được gọi là trẻ mồ côi, đang sống cùng với ông. Năm 1990, ông Vân lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, tự xưng là giám đốc, giới thiệu đây là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép và bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ vì vướng phải nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động. Năm 2014, ông Vân lập ra tỉnh Thất Bồng Lai trên đất của bà Cao Thị Cúc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác nhận đây không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Từ năm 2015, ông Vân về đây sinh sống và cho biết tiếp tục nhận trẻ em mồ côi về nuôi. Cơ quan công an cho hay, ở tỉnh Thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An từng khẳng định, tỉnh Thất Bồng Lai không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Theo đó, những người sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên, trước thông tin này, ông Lê Tùng Vân giải thích rằng, cơ sở của ông tu tại gia, không cần cơ quan nào công nhận hay cấp phép. Và việc các mạnh thường quân gửi tiền tài trợ cho tỉnh Thất cũng là tự nguyện. Ông Lê Tùng Vân và trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 tại tỉnh An Giang. Sau giải phóng miền Nam, ông Vân rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6. Năm 1990, ông Vân xin một khu đất ruộng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức và tự phong là giám đốc.
Ông Vân giới thiệu nơi đây là ngôi nhà chung đón những trẻ mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ về chăm sóc và nhanh chóng thu hút được những người hảo tâm đến ủng hộ. Gọi là ngôi nhà chung, trên diện tích đất gần 1 hectare, nhưng nơi đây chỉ gồm những căn nhà mái lợp tôn reset, vách bằng phên tre hoặc được quay bằng những tấm nhựa. Mỗi căn rộng trên dưới 100m², nhìn rất hoang tàn và thiếu hẳn những điều kiện vệ sinh cần thiết. Cơ sở Thánh Đức là nơi nuôi dưỡng 56 đối tượng, gồm 22 người dưới 16 tuổi, 4 người từ 17 đến 18 tuổi, 21 người từ 19 đến 50 tuổi và 9 người từ 55 đến 60 tuổi vào thời điểm đó. Để điều hành, ông Lê Tùng Vân chia những người này làm hai nhóm là nhóm học tập và nhóm làm việc. Tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên đều nằm trong nhóm làm việc. Một phụ nữ ở đây từng cho biết, nói là nói vậy thôi chứ học hành gì đâu anh, thầy cô không có, nhà cửa còn chưa ra hồn, lấy đâu ra trường lớp. Ngày hoạt động của trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức thường bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên đều phải ra các chợ, thu nhặt đầu cá, đem về xay nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở trại. Còn người ở nhà thì trông trẻ, nấu ăn, giặt giũ. Thỉnh thoảng có em bị đánh đập, bị xích chân mà ông Vân giải thích với hàng xóm xung quanh là xích vì cháu bị bệnh tâm thần, sợ đi lạc. Lại có em khi vi phạm kỷ luật của trại đã bị ông Vân trói, treo lên trần nhà rồi cho một số người trong trại, mỗi người đánh vài roi. Mỗi ngày, những người ở đây đều phải làm việc, thậm chí khu vực làm việc còn không đảm bảo vệ sinh. Theo chia sẻ của một em ở trại, thì thời gian làm việc mỗi ngày không tính bằng tiếng, mà làm hết thì nghỉ. Kết quả điều tra xác minh vào thời điểm đó của cơ quan chức năng cho thấy, cơ sở Thánh Đức thành lập trái phép, địa phương không hay biết, cơ sở vật chất tạm bợ, nhà cửa ẩm thấp, không đảm bảo sức khỏe, phát sinh bệnh tật, không đăng ký tạm trú. Con dấu của trại là dấu tự khắc, trẻ em trên 15 tuổi phải đi thu lượm đầu cá về xay, nuôi cá trê, v.v. Ngày 24 tháng 5 năm 2007, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố lại tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh và đề nghị phải chấm dứt mọi hoạt động của trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng cho biết, cơ sở Thánh Đức hoạt động không trình báo địa phương, không treo bảng hiệu. Trong số 26 trẻ là con nuôi của ông Lê Tùng Vân, chỉ có 5 trẻ có giấy thỏa thuận cho nhận con nuôi. Cơ sở ẩm thấp không đảm bảo vệ sinh, dễ phát sinh bệnh tật. Người nuôi dưỡng không qua trường lớp đào tạo, không đăng ký tạm trú cho những người cư trú tại cơ sở. Đặc biệt, cơ sở từ thiện này có đến 2 con dấu. Một là dấu tròn mang tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỳ Long Đức, một dấu vuông do ông Vân tự khắc và nhiều hoạt động vi phạm khác trong hoạt động từ thiện xã hội. Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thời điểm đó kết luận, cơ sở từ thiện xã hội Thánh Đức hoạt động trái pháp luật, giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh và cơ quan thẩm quyền của huyện Bình Chánh tiến hành thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở này. Riêng đối với 37 người đang có mặt tại cơ sở, ông Nguyễn Văn Xê đề nghị Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Bình Chánh phân loại đưa về gia đình hoặc lập hồ sơ gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước để quản lý, nuôi dưỡng. Trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức bị dẹp, lại mọc lên Tỉnh Thất Bồng Lai. Về hình thức, Tỉnh Thất Bồng Lai thực chất không khác gì cơ sở Thánh Đức năm xưa. Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh Long An công bố kết quả xác minh về nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, hoạt động như cơ sở thờ tự. Theo các thông tin trước đó, Tỉnh Thất Bồng Lai là khu đất được hộ bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, mua lại, sau đó sửa thành nơi tu tại gia từ năm 2015. Từ năm 2015, ông Vân về đây cùng sinh sống và cho biết tiếp tục nhận trẻ em mồ côi về nuôi. Cơ quan chức năng tỉnh Long An cho hay, ở Tỉnh Thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Năm 2016 đến năm 2018, cơ sở này được biết đến rầm rộ. Các em nhỏ được giới thiệu là trẻ mồ côi đã tham gia các chương trình truyền hình, lên mạng và được nhiều nhà hảo tâm quan tâm. Đến năm 2020, sau nhiều tai tiếng, ông Vân và bà Cao Thị Cúc đổi tên Tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trong ngôi nhà trang trí rất nhiều tượng Phật, giống nơi thờ tự của Phật giáo, bà Cúc và ông Vân cùng 16 người khác sống trong ngôi nhà này. Lần kiểm tra vào đầu năm 2020, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú nhưng không rõ cha. Công an huyện Đức Hòa vào cuộc xác minh cho thấy,
đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa. Trả lời Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, một cán bộ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại tỉnh Thất Bồng Lai, có mẹ là một số phụ nữ sống tại đây. Vị cán bộ này cho biết, 3 bé gồm Lê Thanh Mẫu Nghi có tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Pháp Vương có tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Minh Triết có mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ sống tại tỉnh Thất và không có cha. Còn lại một số em đăng ký khai sinh địa phương khác. Địa điểm này cũng đã lợi dụng danh nghĩa cơ sở thờ tự tín ngưỡng tâm linh, nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân. Mặc dù trước đó luôn mạo nhận là thầy ông nội, thầy Thích Tâm Đức và Bồng Lai là chùa, nhưng khi đối mặt với cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân đã nói rằng đây không phải là cơ sở tôn giáo. Do bị các cơ quan ngôn luận lên tiếng về những hoạt động sai trái, cộng đồng mạng và nhiều Phật tử lên án, tẩy chay, nên cuối năm 2020, ông Vân còn cho đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Tại thời điểm này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định với báo chí, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ mượn danh xưng của cơ sở Phật giáo, lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi dạy trẻ mồ côi làm từ thiện, lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Theo đó, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những người sống ở đây đều tự xưng là sư thầy, ni cô, rồi tham gia các chương trình truyền hình, làm nhiều người lầm tưởng đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền ủng hộ. Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, nhiều người trong Tịnh Thất Bồng Lai sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp. Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú. Sau hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm kéo dài từ 30 tháng 6 năm 2022 đến 3 tháng 11 năm 2022, 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai. Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 62 tuổi, 3 năm tù. Riêng ông Lê Tùng Vân được hoãn chấp hành án phạt tù do tuổi cao, sức yếu và có nhiều bệnh tật trong người. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố bị án Lê Tùng Vân tội loạn luân trong vụ án thứ hai. Thầy ông nội Lê Tùng Vân và việc phân công vai trò ở Tịnh Thất Bồng Lai. Trong quá trình lừa bịp dư luận kéo dài nhiều năm của nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai nhằm vận động quyên góp từ thiện, vai trò của Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, rất đặc biệt. Đây là nhóm đệ tử có hiểu biết mạng xã hội, là đạo diễn của nhiều chiêu trò tinh vi, nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Những người này cùng với một số phụ nữ tại Tịnh Thất Bồng Lai đã soạn kịch bản, đào tạo những đứa trẻ mạo nhận là trẻ mồ côi, hướng dẫn ông Lê Tùng Vân cùng những cá nhân khác diễn, rồi thay phiên nhau quay clip, chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội để đánh động lòng thương cộng đồng, từ đó trục lợi tiền từ thiện. Một số kênh YouTube, trang fanpage trước đây để số tài khoản của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên để nhận các khoản từ thiện, nhưng từ khi cộng đồng bức xúc thì đã tháo bỏ. Theo một nguồn tin, để trục lợi từ thiện trong thời gian dài, nhóm Tịnh Thất Bồng Lai có phân công nhiệm vụ cụ thể từng người và thực hiện rất tinh vi quy củ. Trong đó, Lê Thanh Trùng Dương là con của bà Cao Thị Cúc, là một trong những người quản lý tài chính, nguồn tiền từ thiện đổ về. Sau khi các bị can Lê Tùng Vân cùng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố, bắt tạm giam, thì Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp tục trở thành đạo diễn của vở kịch mang tên Tịnh Thất Bồng Lai. Nhị Nguyên đã quay, chia sẻ những clip trên mạng xã hội về những đứa trẻ, những hoạt động tại Tịnh Thất Bồng Lai để tranh thủ sự ủng hộ của một số người cũng như các khoản từ thiện. Nhị Nguyên cũng có phản ứng kêu gọi những người ủng hộ tham gia lên tiếng phản đối về tiến trình điều tra của cơ quan công an nhắm đến các cá nhân của Tịnh Thất Bồng Lai. Bản chất của Lê Thanh Nhị Nguyên còn bộc lộ rõ tại phiên tòa ngày 15 tháng 4 năm 2020 khi Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo Châu Vĩnh Hóa, 46 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm do liên quan đến việc náo loạn tại tỉnh thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ hồi tháng 10 năm 2019, khi cha mẹ của Võ Thị Diễm My đưa người xuống tỉnh thất Bồng Lai tìm con, song bất thành đã gây náo loạn ở đây. Trong lúc xảy ra xô xát, bà Châu Vĩnh Hóa đã khiến Nhị Nguyên bị thương ở vùng mặt. Không đồng tình với mức bồi thường theo quy định, ông Nguyên yêu cầu bà Hóa phải bồi thường 3,36 tỷ đồng. Số tiền trên được ông Nguyên tính toán những tổn thất do vụ việc mang lại như tiền chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần, v.v. Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021, tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Thanh Nhị Nguyên cho rằng sau vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và thu nhập. Nhị Nguyên cho hay trước đây thu nhập hàng tháng khoảng 20 triệu đồng, nay khuôn mặt có sẹo nên ảnh hưởng đến các dự án biểu diễn âm nhạc, livestream. Cùng với đó, Nhị Nguyên cũng cho rằng việc bị thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành quả tập thể hình và sự nghiệp sau này. Khi hội đồng xét xử hỏi về chi phí phẫu thuật thẩm mỹ liền sẹo, Nhị Nguyên cho rằng hiện chưa tham vấn ý kiến bác sĩ. Bác sĩ chưa chỉ định phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đã tham khảo giá tương đương với mức bị cáo yêu cầu bồi thường. Các luật sư bảo vệ bị hại tại phiên tòa cũng nêu lên nhiều quan điểm đề nghị hội đồng xét xử xem xét hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung về cấp sơ thẩm để làm rõ thêm hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp và vai trò của những người tham gia vụ náo loạn tại tỉnh thất Bồng Lai hồi tháng 10 năm 2019. Các bị cáo trong vụ tỉnh thất Bồng Lai quanh co chối tội. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20 tháng 7 năm 2022, Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm khi được yêu cầu trả lời thẩm vấn hội đồng xét xử đều tỏ ra quanh co chối tội, liên tục thay đổi lời khai hay nói không biết các sự việc liên quan. Bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, với vai trò chủ mưu vụ án cho biết bản thân đã cao tuổi, không nhớ gì, không có nghề nghiệp gì, không có vợ con và cũng không nhớ quê quán sinh ra. Bị cáo cũng nói bằng giọng chậm rãi, yếu ớt, rằng bản thân không phải là tu sĩ theo đạo Phật, không nhận được quyết định xét xử của tòa án, không biết mình có tội gì, nên tòa nói sao thì chấp nhận vậy. Trong khi đó, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cho biết sống cùng các bị cáo khác tại căn nhà ở Long An như một gia đình. Về tên gọi tỉnh thất Bồng Lai thì bị cáo Trùng Dương cho rằng không ai đặt tên và cũng không biết vì sao có tên đó. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, cho rằng các bị cáo đang phải chịu cảnh quá thiệt thòi nếu phiên tòa tiếp tục vì các luật sư không đủ các căn cứ để bảo vệ, giúp đỡ tại tòa. Tới phiên bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Cao Thị Cúc, 62 tuổi, trả lời, cũng đều nói tại tòa rằng không đồng tình với nội dung của cáo trạng, cho rằng các bị cáo nghe theo lời ông Lê Tùng Vân để làm video clip. Tuy nhiên, các bị cáo này cũng không giải thích vì sao lại làm các video clip đó. Những câu trả lời quanh co, vô lý, thiếu tính thuyết phục, thậm chí là bất nhất trước sau của các bị cáo ở tỉnh thất Bồng Lai trước tòa, khác hẳn với những tuyên bố hùng hồn và những lời rao giảng đạo lý mà các nhân vật này phát tán trong các video clip đánh bóng tên tuổi của tỉnh thất Bồng Lai trước đó, đã khiến nhiều người không khỏi nực cười. 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 năm 2022, trong phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tiến hành tuyên án đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sáng cùng ngày, tại phần tranh luận, các luật sư của các bị cáo tiếp tục cho rằng các thân chủ của mình không phạm tội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo vô tội, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, nhưng các bị cáo yêu cầu tranh luận tiếp, không nói lời sau cùng và yêu cầu thay đổi hội đồng xét xử. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo kêu oan nhưng không đưa ra được tình tiết mới, mà chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm. Do đó, đề nghị giữ nguyên y án sơ thẩm để đảm bảo tính răn đe. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới, nên không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, cần giữ nguyên án sơ thẩm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Bản án phúc thẩm xác định các video được đăng trên các kênh Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ thể hiện việc xúc phạm Phật giáo, xúc phạm Thượng Tọa Thích Nhật Từ,
Thậm chí, video clip còn thể hiện các bị cáo kéo tới công an huyện Đức Hòa gây rối, tố công an bắt cóc Võ Thị Diễm My. Đây là những hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân. Bản án sơ thẩm xác định, năm 2016, ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia, lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm uy tín công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.